Trong lịch sử bóng đá thế giới, không ít những cầu thủ xuất sắc đến nỗi được ca ngợi là thánh nhân, được ngồi vào ngôi đền của những huyền thoại. Nhưng rồi đó, lý do khách quan cũng như là quy luật của thời gian hay vì lý do chủ quan thì không ai trong số những kẻ vĩ đại ấy có thể duy trì được đỉnh cao mãi mãi. Và những ngôi sao bóng đá sau đây cũng không ngoại lệ. Cristiano Ronaldo. Sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha bắt đầu từ câu lạc bộ Sporting Lisbon tại quê nhà. Nhưng chính Manchester United mới là nơi mà tài năng của anh lần đầu được cả thế giới biết đến. Thời gian đầu, Ronaldo bị đánh giá là thi đấu thiếu hiệu quả và màu mè, nhưng mà dưới bàn tay của Sir Alex, CR7 đã trở thành một sát thủ săn bàn thực thụ. Với kỹ thuật, tốc độ kết hợp cùng với khả năng xuất xa, không chiến, đánh hơi bàn thắng tuyệt vời, 3 năm anh khoác lên mình màu áo đỏ chính là 3 năm đỉnh cao nhất trong lịch sử câu lạc bộ này. Ngày tháng sau này, Ronaldo vẫn là anh, nhưng là phiên bản hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm hơn và xuất sắc hơn. Được chuyển từ cánh vào trung lộ, những gì tuyệt vời nhất của anh còn được thể hiện xuất sắc hơn nữa. Hẳn rất nhiều người sẽ nhớ tới pha xuất xa từ khoảng cách 40m cháy lưới Porto, hay tình huống bật cao đến 2m93 để mà đánh đầu trong màu áo Real Madrid. Những lời mà Ozil nói về người đồng đội tại Madrid cũng đã chứng minh được sự vĩ đại của Ronaldo thời đỉnh cao. Ronaldo sắp 38 tuổi, vậy có gì ngạc nhiên khi mà anh ấy không ghi được 50 bàn một mùa nữa? Người hâm mộ ngoài kia nên vui khi thấy Ronaldo chơi thứ bóng đá đẳng cấp thế giới trong 20 năm qua. Tôi không nghĩ bất kỳ cầu thủ nào thuộc thế hệ mới này có thể tái lập những kỷ lục của Ronaldo. Anh ấy sẽ mãi mãi là huyền thoại. Nhưng rồi có lẽ thời gian đã đuổi kịp kẻ chinh phục vĩ đại ấy. Giờ đây, ở tuổi 37, Ronaldo không còn duy trì được phong độ hủy diệt như anh đã từng. Những bước chân của CR7 trở nên nặng nề hơn, hiệu suất ghi bàn cũng thấp đi. Minh chứng là phong độ của Ronaldo sa sút nghiêm trọng trong năm nay. Ronaldo đã ra sân 9 lần tại Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023, trong đó có 3 lần đá chính. Với 430 phút trên sân, anh mới ghi một bàn từ cú dứt điểm cận thành ấn định thắng lợi 2-1 trước Everton ở vòng 10 ngày 9 tháng 10. Theo hãng Opta, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn của tiền đạo Bồ Đào Nha chỉ là 5%, tức là trung bình ghi một bàn qua 20 lần dứt điểm. Thông số bàn thắng kỳ vọng cho mỗi cú sút của Ronaldo chỉ là 0.07. Thông số này thua xa mùa trước khi Ronaldo đóng góp nhiều bàn nhất cho Man United tại Ngoại hạng Anh. Anh đá 30 trận, gồm 27 lần đá chính, với tổng cộng 2.459 phút trên sân và ghi 18 bàn. Trung bình Ronaldo ghi một bàn qua 137 phút. Tiền đạo 37 tuổi sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn là 16%, cùng thông số bàn thắng kỳ vọng cho mỗi cú sút là 0.16. Phong độ ấn tượng đó giúp Ronaldo vào đề cử hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA và danh sách 30 đề cử quả bóng vàng 2022, nơi anh đứng thứ 20 theo công bố của tạp chí France Football. Gần đây nhất chúng ta thấy được sự sa sút của CR7 chính là hành trình của anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay. Cựu sao Man United chỉ ghi được duy nhất một bàn từ chấm penalty, đồng thời bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Đáng nhớ nhất chắc hẳn là tình huống bỏ lỡ khi dù gôn trống nhưng anh lại đánh đầu khiến đi ra ngoài trong trận thua 1-2 trước Hàn Quốc. Nếu fan của Leo có thể tự hào vì Messi là cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá, thì những fan của Cristiano Ronaldo cũng có thể vỗ ngực ra oai vì có một thần tượng chưa bao giờ chùn bước. Nhưng khoảng 3 năm qua, chúng ta đã quen với việc tiến qua kết thúc trận và phần thắng thuộc về đối phương của anh. Anh vẫn thu hút, vẫn có một sức hút khổng lồ mà từ cổ chí kim trong lịch sử bóng đá không ai theo kịp. Nhưng thời gian đã bắt kịp anh rồi. Lớp bụi của nó đã lắng đọng xuống chân, làm anh chậm đi, nhảy thấp đi và khiến khuôn mặt anh cúi gằm xuống. Ronaldo ơi, anh không còn là người giỏi nhất, không còn là vị vua như trước. Anh dù mãnh liệt, khát khao nhưng đành phải chấp nhận, tre đã già rồi. Mặc dù măng sẽ mọc nhưng mà tất cả sẽ luôn nhớ về anh để kể cho con cháu sau này rằng bố, ông đã hâm mộ, đã thần tượng một con người kiệt xuất. Không kẻ phàm trần có thể chiến thắng thời gian cả. Và hẳn Ronaldo cũng vậy. Giấc mơ chỉ đẹp khi còn dang dở. Những gì anh làm được đã là quá vĩ đại rồi. Những người hâm mộ chân chính chỉ mong nghỉ ngơi và trân trọng từng phút giây trong chương cuối sự nghiệp. Ronaldo de Lima. Cũng là một Ronaldo, nhưng lần này là Ronaldo de Lima, gã người ngoài hành tinh xuất chúng của bóng đá Brazil cũng như toàn thế giới. Chúa dường như sinh ra Ronaldo để chơi bóng đá. Ngay từ nhỏ khi còn tham gia những trận bóng đá đường phố ở những khu ổ chuột tại Rio de Janeiro, Brazil, chàng răng thỏ đã khiến cả khu phố trầm trồ trước những pha đi bóng lắc léo, những cú đảo người đầy nghệ thuật và một khả năng ghi bàn siêu hạng. Từ khi bắt đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ São Cristóvão, một đội bóng hạng 2 ở Brazil năm 14 tuổi, trải qua hàng loạt các câu lạc bộ từ Brazil cho đến châu Âu, cho đến khi kết thúc sự nghiệp tại Corinthians năm 34 tuổi,
Robéo luôn là tiền đạo chủ lực, mũi nhọn trên hàng công của các đội bóng anh từng khoác áo. Chính tốc độ, khả năng rê bóng siêu hạng cùng kỹ thuật đến độ hoàn hảo và khả năng dứt điểm đỉnh cao đã tạo nên một Ronaldo de Lima thời kỳ đỉnh cao, thời kỳ mà cái tên của anh gắn liền với biệt danh người ngoài hành tinh. Trong thời gian đỉnh cao phong độ, người hâm mộ thường xuyên được ngất ngây, trầm trồ với những pha bứt phá từ giữa sân của huyền thoại Brazil, qua một rừng hậu vệ, có khi là cả thủ môn, rồi tinh tế dứt điểm ghi bàn. Nhưng lắm tài thì nhiều tật, chính thói ăn chơi sa đọa và tận hưởng quá sớm đã làm con đường sự nghiệp đỉnh cao của Ronaldo de Lima kết thúc sớm hơn. Tia chớp vàng ngày ấy trong chương cuối của sự nghiệp trở nên phát phì và chậm chạp. Nhìn những hình ảnh Ronaldo vất vả như thế nào để đuổi theo trái bóng với thân hình đồ sộ. Trong những năm tháng cuối của sự nghiệp, hay như trong trận giao hữu với những huyền thoại Roma 5 năm về trước, người ta lại nhớ về một thời vàng son, thời mà không hàng phòng ngự nào có thể cản nổi Ronaldo de Lima. Ronaldinho. Cựu danh thủ Zidane từng nhận xét, Ronaldinho là cầu thủ vĩ đại nhất, anh ấy nhanh nhẹn, mạnh mẽ và sở hữu kỹ thuật hoàn hảo. Anh ấy là một chuyên gia rê dắt bóng, nhưng lại là người chơi rất đồng đội. Dinho không phải là số 10 thật sự, nhưng anh ta lại làm nhiều hơn vai trò của một tiền đạo lùi, khi mà luôn làm xuất sắc vai trò kiến tạo và ghi bàn. Về khả năng xuất phạt của siêu sao này thì miễn chê. Những lời của huyền thoại Real Madrid đã miêu tả gần như toàn bộ những phẩm chất tuyệt vời nhất mà rô vẩu thời kỳ đỉnh cao sở hữu. Những người hâm mộ theo dõi bóng đá những năm 2000 làm sao có thể quên được hình ảnh một Ronaldinho cùng đôi chân thoăn thoắt nhảy múa với trái bóng, sử dụng kỹ thuật thượng hạng để đi bóng qua người trong màu áo Barca hay PSG. Đôi chân ma thuật ấy đã tạo nên vô số những điều kỳ diệu. Ai có thể quên pha lắc hông như thể là đang nhảy nhịp samba giữa một rừng cái bóng áo xanh của Chelsea, rồi chích bóng kỹ thuật đánh bại Peter Cech. Nhưng rồi cũng giống như Ronaldo de Lima, việc không giữ được mình đã ảnh hưởng rất nhiều đến gã ảo thuật gia sân cỏ ấy. Kỹ thuật thì vẫn còn, nhưng mà thể lực, tốc độ gần như đã cạn kiệt, cùng một cơ thể đầy mỡ thừa. Từ năm 2010 đến khi giải nghệ vào 2015, Ronaldinho chỉ ghi được đúng 7 bàn thắng và đáng buồn thay, cả 7 bàn đều trong màu áo một đội bóng xa lạ đến từ Mexico. Mặc dù lối sống sa đọa khiến rô vẩu không duy trì được giai đoạn đỉnh cao quá lâu, nhưng mà không thể phủ nhận, anh luôn nhận được sự mến mộ, tôn trọng đặc biệt. Vậy đấy, dù có xuất sắc đến nhường nào, có vĩ đại, có xuất chúng ra sao, nhưng mà dù dài hay ngắn, không cầu thủ nào có thể duy trì được phong độ đỉnh cao mãi mãi. Là những người hâm mộ và theo dõi bóng đá, chúng ta hãy trân trọng và tận hưởng bằng cả con tim từng phút giây, còn được dõi theo những bước chạy của thần tượng mà mình yêu mến. Để lại bình luận nếu bạn là fan của những siêu sao bóng đá này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.